À, xin chào bác, chào bác đã trở lại với trang kính của mình xưa. Và ngày hôm nay thì các bác là một cái kính, đó là kính Rolex bọc vàng của Pháp xưa, được sản xuất hạn thập niên 50-60, ốc sát tinh tế, bản rất to và dày. Bác lưu ý nhá, kênh kính cổ kính xưa duy nhất địa chỉ ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội nhá. Còn một số kênh ở trong Sài Gòn, miền Nam, miền Trung Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ cũng giả kênh là đồng hồ kính cổ kính xưa. Ở đây một lô kính 39 cái, 79 cái thì một nửa thật, một nửa dởm giả nhái đấy nhá. Đấy, vì nhiều khi là nhầm tên thương hiệu là rất là nguy hiểm, vì những đối tượng đó là thông thường là bán những cái kính là sản xuất tại châu Á, nước thứ hai, và bán kèm theo hàng tàu Trung Quốc giả trà trộn lẫn lộn với nhau đấy, nên là phải hết sức cảnh giác, cảnh giác cao độ. Và phiên ngày nay nhé, cái kính là Rolex đấy. Các bác nào Hà Nội, Hà Nội có địa chỉ nha, mà ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 091 65 66 826. Đây là dòng Sell Rolex của Pháp xưa, bọc vàng ốc sao tinh tế. Cái dòng này bác nào mà không thích có thể bỏ mắt là đi thay cắt mắt xanh nhạt, xanh đậm, hoặc là mắt trắng tùy ý thích. Bản dày nhá, và bản lề rất đẹp này. Đấy, bản lề cách điệu đấy. Hãng này là làm cái bản lề rất đẹp luôn, trông rất là điệu đà. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi một phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện nhanh nhất, hoàn toàn hợp lý hợp lý gửi phương tiện đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm là 3 4 ngày, tùy theo thiên tai dịch bệnh có lũ nhé. À, càng phải nó có cứ Sell Rolex 5220, con này size 140 nhá, rất rõ ràng càng phải này. Tiếp theo càng trái nó có số series là 1036 và Marie France đấy, phải rõ ràng như thế, từ địa chỉ, số điện thoại các thứ rất là rõ ràng đấy. Marie France này đấy. Số series là 1036, tức là cây thứ 1036. Giá là 7 triệu 8 hay còn là 7.800k nhá. Cây Sell Rolex này có giá là 7 triệu 8 hay còn là 7.800k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check, bao test toàn cầu, trên toàn lãnh thổ. Bác yên tâm về giá cả, về chất lượng sản phẩm. Về thức buôn bán, bác nào chuyển khoản, bác ship, bác nào trả trình sức cốt thì vui lòng đặt cọc 100k. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, có nghĩa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần. Không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ, ngày Tết, với điều kiện bác điện thoại trước. Tránh tình trạng đến là xuất quán gửi hàng, giao lưu của hồ sơ, đặc biệt hơn là đi thẩm định định giá đầu của hồ sơ cho tất cả anh em, bạn bè, người thân. Thì các bác nhớ điện thoại trước thì em sẽ nên tiếp đón từ xa. Tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn chuyên sâu đồ cổ đồ xưa. Đấy là cái giá trị cực kỳ lớn mà khi các mua ở các shop đồ cổ đồ xưa lâu năm, thương hiệu uy tín 20 năm, 30 năm. Ngay cả số điện thoại của em là hơn 20 năm rồi, khẳng định giá trị thương hiệu rồi. Em khuyên cáo là mua bán thì mục sửa nhà có làm sao mà đánh vạ được, bởi vì ngày nay rất nhiều đồ xấu bán qua trang mạng xã hội, trên mạng điện tử là không có địa chỉ đâu, mỗi số điện thoại không, mà rất lưu manh, sử dụng số điện thoại tam quy tứ quý, còn lưu manh hơn nữa là nó thuê mấy con gái cá sấu, xong là nó make up lên, xong là mặc quần áo cứ hở ngực trễ ngực, như các bác là mua phần trên nhiều không để ý phần dưới, hay là dính, nó lại hẹn rất lưu manh nhé. Hẹn địa chỉ chung chung cũng là Hồ Lan Bá, Hồ Thuyền Quang, xong là Hồ Văn Quán, xong là Cảng Hà Nội, Cảng Cát Hà Nội. Thế nhiều anh em đã bị dính, nhiều anh em chia sẻ là bảo thôi chú, là chú nói lên để cho mọi người đỡ phải dính phải những vấn đề như thế. Đặc biệt là một số kênh trong miền Nam là lượng follow rất lớn, khoảng hơn 16.000 người, lên một lô kính là 39 cái, 79 cái thì một nửa thật, nửa dởm giả nhái, dởm giả nhái, trà trộn lẫn lộn tùm lum tùm la vào đấy. Chẳng hạn đây là con xe Rolex bọc vàng của Pháp xưa, giá là 7 triệu 8 đúng không ạ? Tại sao nó bán cái này có giá 6 triệu 2? Đấy là kính tàu nhái giả của Macau Hồng Kông nhá. Mà cái kênh đấy thì nó bán chủ yếu là hàng của Nhật, hàng sản xuất tại nước thứ hai đấy, và trà trộn với cả hàng 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 khách một nữa. Thế là nhiều anh em bị dính rồi đấy. Hàng nếu mà tất cả về kính cổ, kính sơ, đồ cổ xưa mình mua của hàng chuẩn ao một hay sản xuất tại nước thứ nhất, ví dụ như cây này Sell Rolex của Pháp sản xuất thật lên 50-60, được gọi là hàng chuẩn ao một sản xuất tại nước Pháp đấy, thì độ bền màu rất tốt so với hàng sản xuất tại nước thứ hai châu Á như Nhật và một số nước khác, thì rất nhanh bay màu, phai màu đấy. Cho nên là bác nào mà không tin là sẽ bị dính đấy, đấy dính phải hàng giả nhái đấy. Bác để ý là kênh của em triển khai 6 năm mà chỉ có hơn 2.000 đăng ký kênh, mà kênh của nó mới triển khai được có 1 năm 2 năm mà đã 15-20.000 người rồi. Đó là thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing xem phải like để view. Còn bên em làm là từ xưa nay rồi, là một cách hữu xạ tự nhiên hương, không có like có view cả, một cách chân tình, chân thành nhất. Vâng, phiên kính Sell Rolex của bọc vàng của Pháp xưa đến đây là kết thúc nhé. Giá 7 triệu 8 và 7.500k.
Một lần nữa rất cảm ơn bác dành thời gian quan tâm và theo dõi kênh của em. Bác nào mà chưa kênh của em hãy đăng ký kênh theo dõi để nhập cập nhật những video nhất nhất thường xuyên, vì mỗi khi lên kênh, vì ngày nào hàng ngày đều có video, hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn tít 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 đến điện thoại bác luôn ở ngay cho nóng, để lâu nó nguội lạnh, vì mùa đông rồi trời nhanh tối nhanh lạnh lắm đấy. Thì về góc độ về đồ giả nhất thì em cũng chia sẻ rất nhiều rồi, chẳng hạn như về cuối năm này thì bác mua rượu cũng chú ý nhé, vì rượu thì nó có các loại chuẩn 51, chuẩn 52. Chuẩn 51 thì nó sản xuất tại chính Pháp, vùng Bordeaux và nhiều vùng khác của Pháp nữa, Nancy, Metz, đấy là vùng sản xuất rượu đấy. Thì còn ở châu Á thì hai sản xuất tại Singapore, Nhật và một số nước khác nữa. Thì rượu mà hàng sản xuất tại một số nước châu Á được gọi là chuẩn 51, chuẩn 52 thì uống thì nó sẽ không ngon bằng với hàng của châu Âu. Hàng châu Âu thì đắt tiền hơn, ngon hơn. Còn đặc biệt là một số được bán hàng giả nhái thì nó chỉ có để mua cái số điện thoại, nó không có địa chỉ, thì không nên mua đồ của đồ sư hay quần áo hiệu hay rượu cũng thế, hết sức cảnh giác. Vâng, xin chào tạm biệt các bác nhé.